siêu phẩm hành động hàng đầu của Hollywood được ra mắt, quá nhanh quá nguy hiểm phần 10, bộ phim được tín đồ đam mê tốc độ mong chờ nhất. Cùng với dàn diễn viên chính, và còn sự góp mặt của Aquaman trong vai Dante, cùng với Aquaman là người đẹp Brie Larson trong vai Tess, bắt đầu câu chuyện, cả team của Dom đối mặt một tên phản diện có một không hai. Đó chính là Dante, một tên phản diện cực đình, kể từ khi nhiệm vụ trước kia kết thúc đã trôi qua hai năm. Gia đình Dom cũng có một khoảng thời gian, cuộc sống yên bình bên nhau, và đây là Marcos con trai của Brian, cậu bé cũng còn trở thành tay đua drip xuất sắc dưới sự chỉ dạy của người chú Dom và trở thành trưởng nhóm và mọi người có nhiệm vụ khác là đến Roma để đánh cắp một viên chip họ không biết rằng nhiệm vụ này sẽ đẩy họ vào tình thế đi thì dễ về thì khó sau khi tiễn Roman Tay Han và Ramsey lên đường đến ý thì Dom và Letty đang nói chuyện về tất cả những gì họ đã trải qua khi đó một chiếc xe ô tô màu bạc chạy đến từ xa từ trong xe bước xuống một kẻ thù không đội trời chung của Dom Cipher cô ta bấm chuông cửa gọi Dom để cầu cứu Dom thấy Cipher trước mắt tiền lao vào tấn công sẵn sàng hạ ngay người đã từng giết người thân của mình. Lúc này Cypher nói muốn giết tôi cũng được, nhưng anh nên lo cho tính mạng của bốn người ở bên ý trước. Dom nghe vậy không hiểu nên để Cypher vào nhà. Cypher kể lại chỉ cách đây vài giờ, trụ sở của cô bị một người lạ mặt xông vào, còn kéo theo xác hai tên lính canh của mình theo. Tệ này nói rõ tên hắn là Dante và yêu cầu hợp tác để tiêu diệt team Dom. Vì cô không thích làm việc chung với ai, nên đã quyết định từ chối yêu cầu Dante, nhưng không ngờ rằng Dante bắt cóc người thân của lính Cypher làm con tin bọn họ thấy vậy liền chĩa súng vào Cypher, sau đó Dante lấy đi toàn bị dữ liệu của Cypher và ra lệnh cho bọn chúng giết cô ấy. May mắn là Cypher đã tắt công tác vũ khí trong tay họ trước. Một mình chiến đấu với những người lính thân cận, sau khi hạ vài tên thì Cypher đã yếu sức, thì một mình không thể nào chống lại được đám lính này được. ỉ đông người bọn chúng mỗi đứa một tay, đẩy Cypher vào tường và tìm cách giết cô. Ngay lúc này, Cypher liền mở khóa vũ khí, lấy khẩu súng và bắn hạ từng tên lính, và rút dây nguồn điện để trụ sở rơi vào bóng tối và liền nhanh chân chạy vào than máy để trốn thoát. Lý do mà Cypher đến tìm Dom ngay đầu tiên là vì cô ta biết rằng kẻ thù của kẻ thù là bạn của mình. Sau khi nghe câu chuyện của Cypher, Dom ngay lập tức liên hệ với cục đặc vụ, yêu cầu họ đưa Cypher đi giam giữ. Sau khi nghe về chuyện đã xảy ra của Cypher, Dom nhận ra hành trình đến Roma có thể là một cái bẫy. Sau đó, họ ngay lập tức đi đến Roma để cứu nhóm của mình. Lúc này dưới sự chỉ huy của Roman, bốn người bắt đầu thực hiện kế hoạch ăn cắp của họ. Roman lái một chiếc Lamborghini màu vàng, đi trước đoàn xe vận chuyển chip, ánh sáng chói mắt đâm thẳng vào đôi mắt của tài xế. Han sử dụng quả cầu khói để che đi tầm nhìn của xe chở tiền phía sau. Teji và Ramji lợi dụng cơ hội nhảy lên xe tải, ở cửa xe rồi kéo tài xế xuống, nhưng ngay sau khoảnh khắc họ ngồi vào ghế lái, ngay lập tức toàn bộ xe tải mất điểm kiểm soát. Cửa xe cũng bị khóa chặt không thể mở, trong khi đó Dante đang âm thầm điều khiển tất cả. Khi anh ta nhấn nút kích hoạt bom, từng đợt bùng nổ dữ dội đã xảy ra trên xe bọc thép. Người dân xung quanh đường phố chạy nháo nhào khi thấy kế hoạch của mình đang thuận lợi triển khai tiếng cười sảng khoải của dante tràn ngập đường phố roma lúc này dom đã nghe tiếng nổ và tăng ga nhanh hướng về hướng tiếng nổ chạy với tốc độ cao tây bị mắc kẹt trên chiếc xe tải lúc này tây nghe thấy tiếng động từ phía sau thùng xe mở cửa ra anh ta té ngừa hóa ra phía sau không phải là chiếc máy tính gì cả mà là một quả bom hạt nhân khổng lồ nếu xảy ra vụ nổ một nửa diện tích roma sẽ không còn tồn tại thành phố cũng sẽ trở thành đống đổ nát khi nghe thấy sự cố xảy ra roman và han nhanh chóng đổi hướng xe Dom và Letty cũng vừa kịp đến nơi lúc này, sau khi nghe được sự việc, đặc vụ đi cùng là Bowie nói rằng họ có thể tháo gỡ nó. Nhưng ưu tiên của họ là khiến xe tải dừng lại, khi thấy nhân vật chính Dom cũng tham gia vào trận chiến này. Dante liền điều khiển xe tải từ xa đâm vào xe Dom. Rất may là kỹ thuật lái xe của anh rất giỏi, nên việc thoát khỏi pha hùn đích như trên là quá dễ. Lúc này, Dom bắn ra dây cáp vào hai bên đường, cố gắng ngăn xe tải lại, Dante thấy vậy, liền mở cửa sau xe tải ra. Thấy xe tải sắp vướng vướng vào dây thép, Dante đã kích nổ xe, kích nổ bom dưới xe tải. Chiếc xe ngay lập tức bị lật úp. Sự va đập từ vụ nổ làm cho xe tải bị lật và tiếp tục trượt đi. Roman và Han kẻ hai bên cố gắng ngăn nó đi xuống đường. Nhưng cuối cùng dưới tác động của quán tính, quả bom hình cầu trượt xuống từ thùng sau xe tải, vô tình làm nghiền nát mọi thứ trên đường nó đi. Dom và Letty nhanh chóng đuổi theo, cố gắng ngăn chặn tình hình tiếp tục trở nên tồi tệ hơn. Trên đây Dante đã quay lại tất cả những gì nhóm của Dom vừa làm và tải lên cục điều tra liên bang, đòi hỏi sự truy nã toàn thế giới với họ sau đó anh ta cưỡi mô tô của mình chuẩn bị để tiêu diệt người duy nhất có thể phá hủy bom hạt nhân lúc này letty và dom đi trước và sau nhau đuổi theo quả bom hình cầu đang lăn nhanh trên phố tất tình cờ letty là người đầu tiên nhận ra tên phản diện dante dom tiếp tục đuổi theo quả bom letty quyết định đuổi theo dante nhưng quả bom vẫn đang lăn và đâm vào trạm xăng ngay lập tức ngọn lửa bùng lên quanh đường phố lúc này quả bom dính xăng cũng cháy như ngọn đuốt cảnh sát roma đang chặn đầu ta chỉa súng và dom bắn liên tục vì thế dom đã xoay vô lăng và đâm vào quả bom hạt nhân cố gắng thay đổi quỹ đạo di chuyển của nó. Ngọn lửa nóng chiếc kính chắn bị vỡ vụng ngay lập tức. Cuối cùng quả bom va vào chiếc ô tô cảnh sát và dừng lại. Bên này Dante đã chạy phía sau xe đặc vụ Bowie. Anh ta ném một quả bom hẹn giờ vào đáy xe hơi của Bowie. Sau đó anh ta cười khoái chí và lái xe vượt lên. Letty nhìn thấy liền kêu Bowie nhanh chóng nhảy khỏi xe. Ngay sau khi người bí ẩn nhấn nút để kích nổ quả bom, chiếc Hammer của Bowie ngay lập tức không cánh mà bay và vô tình va trúng quả bom hạt nhân đã dừng lại. Cả đội chứng kiến bom hạt nhân lại lăn xuống. Đom thấy vậy nhanh chóng cải số lùi, anh ta cố gắng ngăn quả bom lại, tuy nhiên, dưới tác động của trọng lực, quả bom hạt nhân lại trở về đường phố, và nó cũng đâm xe buýt làm hai mảnh. Cùng lúc đó, Ramsey Roman Han đã trốn thoát bằng đường cống. Và cô có thể xem vị trí của Letty lúc này màng rượt đuổi. Của Dante và Letty trên đường phố vẫn đang diễn ra, Dante đã nhận ra có người xâm nhập vào hệ thống điều khiển của mình. Dante đá chân mạnh vào cột đèn trên đường làm nó ngã xuống. Letty bình tĩnh nắm bắt phanh, bẻ cong đuôi xe dễ dàng né tránh vật cản. Hai người rượt đuổi nhau, tốc độ cao trên đường phố Roma, ngay lúc Letty gần bắt được Dante, thì bị một đám cảnh sát xuất hiện chặn đường. Letty không thể né tránh và ngã xuống, chỉ có thể nhìn theo Dante chạy đi xa, Tom biết rằng không thể ngăn chặn bom hạt nhân phát nổ. Vì vậy anh quyết định đánh bom rơi xuống sông, giảm sức mạnh của bom hạt nhân, anh thả hết hai bình khí niter còn lại, dùng ga đạp vào đuôi chiếc cần cẩu lớn khiến nó xoay vòng. Dụng ý Dom là để những quả tạ cân bằng, trên cần cẩu đẩy quả bom hạt nhân rơi xuống sông, sau khi chạy thoát Dante dừng xe lại, đứng trên núi nhìn xem đom như thế nào để cứu roma quả bom phát nổ một đám mây nấm khổng lồ bốc lên từ sông tất cả các công trình trong phạm vi vài dặm đã bị phá sập các sóng xung kích từ vụ nổ khổng lồ làm lung lay toàn bộ thành phố roma sau vụ nổ thành phố trước kia vĩ đại và tráng lệ trở thành đóng đổ nát tất cả các thành viên gia đã trở thành tội phạm số một bị truy nã quốc tế đây là kẻ phản diện điên loạn và đáng sợ nhất trong tất cả series fast và furious một trong những nhân vật phản diện điên rồ và chất nhất và lý do khiến anh có mối oán hận sâu sắc với của nhóm của Dom. Còn phải bắt đầu từ Rio de Janeiro, Brazil, cách đây 10 năm. Lúc đó ông chùm ma túy lớn Reyes thực tế có một người con trai. Tên là Dante, ngay từ nhỏ đã được phát hiện mắc chứng rối loạn tâm sinh lý. Khi biết Dom muốn tấn công, một căn cứ lưu trữ tiền của gia đình họ, Dante đã tuyên thệ muốn Dom phải trả giá cho việc mình làm. Nhưng điều mà anh ta không ngờ đến, mục tiêu thực sự của nhóm Dom chính là toàn bộ số tiền độc của gia đình họ, khi Dante và cha cùng nhóm đang tìm cách để đối phó với nhóm của Dom đến cướp thì lúc này Dom và Brian đã lái xe tiến vào trụ sở cảnh sát, sử dụng một khóa móc để kéo toàn bộ kết sắt ra. Khi anh đến nơi, trong hầm chỉ còn lại hai cái lỗ khổng lồ. Nhìn thấy Dom và Brian đã cướp hết tài sản của gia đình, ngay lập tức Dante lái xe đuổi theo. Lúc này, Dom và Brian đang kéo theo kết sắt. Kết sắt lăn phá hủy toàn bộ cảnh vật bên đường, để đảm bảo an toàn, Dom quyết định đối mặt một mình với cảnh sát và Dante. Anh ấy kéo cần điều chỉnh và đổi hướng chiếc xe, làm két sắt bị hất lên và đâm vào con lương. Lúc này xe cảnh sát đến và đâm vào két sắt. Thấy vậy, Dante liền ra hiệu cho tay súng máy bắn về Dom. Ngay lúc tên tên lính đang bắn thí thế, thì Dom đột ngột đổi hướng, làm két sắt lớn va và vào xe Dante và hất bay xuống sông. Vì hào quang Aquaman nên Dante vẫn sống sót sau khi rớt xuống sông. Chứng kiến cha mình hẹo không nói được lời nào, anh đổ tất cả tội lỗi đó cho Dom và trở thành người như hôm nay. Sau đó, trong 12 năm tiếp theo, anh ta mua chuộc hết tất cả chính quyền Roma và đó là lý do tại sao rome lại bị đánh bom ngày hôm nay mẹ của so đã yêu cầu dom tìm một nơi để trốn tạm thời hiện nay cuộc chiến đã lan rộng khắp nơi gia đình của anh ta đã mất liên lạc chỉ còn mình anh ta không thể đối mặt với dante vì sự mất tích của nhóm dom cơ quan đặc vụ đã thay đổi lãnh đạo tạm thời em và mang buộc tại cho nhóm của dom được đưa ra trong khi nhóm của dom đã cống hiến hết mình cho tổ chức sau những lời khuyên từ test không thành em bắt đầu truy lùng cả nhóm của dom các nhân viên tình báo từ khắp nơi tụ tập tại los angeles chuẩn bị đến bắt cóc cháu trai của Dom là cậu bé Marcos. Vào lúc này, cậu bé Marcos và dì Mia không biết gì. Anh đang chơi trò đua xe cùng dì mình, một viên đạn khói bất ngờ quăn vào, làm cho cả hai nhận ra nguy hiểm đang tới gần, cùng với hàng chục đặc vụ xông vào căn nhà, Mia nắm lấy cái chảo trên bàn và ném nó vào họ. Nhưng chỉ với sức mạnh của một người, Mia không thể chiến thắng những đặc vụ này, ngay sau đó cô bị đặc vụ đánh hạ trên bàn. Mia nhanh chóng kêu Marcos chạy trốn thật nhanh, Marcos chạy lên tầng 2 và trốn vào phòng vệ sinh, đột nhiên cửa phòng được mở, chính là jacob em trai của dom vừa đến đúng lúc jacob bảo cậu bé cứ ở yên trong đó còn lại để cậu xử sau đó anh ta đi giải quyết các đặc vụ còn sót lại ngoài kia nhìn thấy ông cậu jacob thân hình quá uy tín thì những tên đặc vụ này cũng chẳng là gì sau một cuộc đấu súng căng thẳng các đặc vụ liên tiếp bị jacob hạ gục xuống đất sau đó jacob dẫn marcos đến căn cứ bí mật của mình để gặp lại dom cả hai đã lái xe một đoạn đường dài đến một trạm xăng và giả dạng danh tính mới rồi sử dụng hộ chiếu giả để đi bằng máy bay tiếp tục hành trình Tuy nhiên, trước khi máy bay hạ cánh, Jacob đã kéo Marcos đến kho hàng để cùng lên một chiếc thuyền bay đã được chuẩn bị sẵn và hạ cánh xuống từ độ cao 10.000 10 mét trên không trung, mở cánh máy và bay về cơ sở bí mật. Lúc này, con gái xinh đẹp này là Tess đến một quán bar. Cô nhận được tin nhắn từ Dom rằng sẽ đến đây gặp nhau. Những tên này tiến đến để kiếm chuyện khiêu thích, tiến lại gần và ra tay với Tess. Tuy là phụ nữ nhưng Tess vẫn đấm rất ghê, một đấm thôi anh chàng đã lăn ra nằm sàn, tóm đầu tên còn lại và đập vào quầy bar, nhận khẩu sót gan từ anh phục vụ hỏi tất cả mọi người có ai muốn tiến lên nữa không lúc này cô chú ý đến hình bóng quen thuộc trong góc và quay lại đặt hai cốc bia corona từ người phục vụ đi đến phía dom mời bia và nói cô đã sử dụng thiên nhãn để điều tra tung tính của letty và còn biết được thêm letty đang bị biệt giam ở nơi rất xa lúc này dom hy vọng tess có thể giúp anh cứu letty sau đó anh ta sợi dây chuyền của chúa và đặt lên bàn sau đó một mình đến brazil để tìm dante giải quyết bên đây nhóm của roman bị truy nã trên toàn cầu họ trốn về london bằng cách nấp trong container quyết định mua một số trang bị để giúp đỡ đom đối mặt với Dante. Nhưng điều mà bốn người không ngờ tới, tài khoản ngân hàng của họ đã bị tấn công từ rất lâu rồi. Số tiền đó Dante dùng để thuê lính đánh thuê truy sát họ. Tiền Dante dùng thuê lính đánh thuê là chính tiền của họ. Khi ba người đang cãi nhau vì tiền, thì Roman lại lấy đâu ra một đống tiền trong người và chúng được buộc vào người anh ta. Sau đó anh phân chia tiền cho mỗi người một ít. Hãy để họ tự nhắc nhớ. Sau đó dưới sự dẫn dắt của Han và nói mọi người ở ngoài để anh tự giải quyết anh bấm chuông cửa căn hộ so bất ngờ khi thấy han nhưng han chưa kịp nói lời nào đã bị so kéo vào bên trong tiền tóm cổ áo và quật han xuống sàn nhà so nhất định không chịu nghe han giải thích anh ta liền tung cước đá han bay vào túi đấm boxing cho đến khi thấy xe bọc thép của cục đặc vụ xông vào nhìn thấy nguy hiểm trước mắt thì cả hai mới bắt đầu hợp sức han chịu trách nhiệm lái xe để thu hút sự chú ý của các đặc vụ so đảm nhận việc tiêu diệt tất cả các đặc vụ còn lại dưới sự phối hợp thống nhất của cả hai tất cả các đặc vụ đến bắt họ đã bị đánh ngã xuống đất sau khi cố mở khóa cửa thì ba người cũng vào được. khi so nghe được sự thật của câu chuyện và phát hiện mẹ mình cũng là mục tiêu của Dante, vì vậy anh nhanh chóng lấy đồ chơi và lái xe đến cứu mẹ. vào lúc này Dom đã đến tại Brazil và thật là gặp được Dante đã đợi từ lâu. có vẻ như Dante thích tím thủy chung mà không biết có chung thủy không và còn thách thức Dom đua xe với mình. rõ ràng Dante đã chuẩn bị sẵn cho mọi kế hoạch. anh biết rằng mình không thể nào thắng tay đua huyền thoại này. vì vậy anh đã đặt bom dưới hai của hai người bạn Dom và chỉ cho Dom chọn cách giải cứu một người sau khi em gái ra hiệu xuất phát bốn chiếc xe bắt đầu lên ga mạnh lúc này tất cả sự tập trung của dom đều đặt vào việc cứu bạn bè như thế nào diego muốn giành chiến thắng trong cuộc đấu này đã thả khí niter trước để tăng tốc độ của xe isabel không chịu thua diego tiền đạp mạnh ga để đuổi theo dante nhìn thấy vậy liền cho kích hoạt hai quả bom dưới xe của diego và isabel khi thời gian đếm ngược của quả bom sắp hết dom cuối cùng đã chọn cứu isabel dante đã nhấn nút kích hoạt bom dưới xe của diego chiếc xe đua của anh lập tức nổ bay tung nốc tuy nhiên Dante không hài lòng với điều này, hắn ta có ý đồ thật sự là muốn hai người cùng chết. Dom xoay người và đâm vào hông xe đua của Isabel, chiếc xe ngay lập tức lật ngửa sau cú đâm mạnh, ngay lúc đó bom dính phía dưới bụng xe cũng bị rớt ra. Nhưng Dante lại chậm một bước, vì hắn ta đã nhấn nút kích nổ quả bom sau khi nó rơi xuống. Bên dưới chiếc xe đang lái của Isabel, một ngọn lửa dữ dội bùng lên. Vụ nổ tạo ra một lực đẩy mạnh, khiến chiếc xe bị lật trượt dài trên đường. Ấy Isabel gặp nguy hiểm, Dom liền lao tới ngăn cản xe lại và lý do anh ấy đối xử đặc biệt với isabel là vì isabel chính là em gái ruột của elena người đã qua đời sau khi dante sẽ gặp dom lần sau thì liền tay ga chạy đi mất nhờ vào gợi ý của isabel tom đã tìm thấy trụ sở chính của dante dom nhìn lại những hình ảnh trên tường của vi vụ cướp tiền năm xưa bất ngờ điện thoại bên cạnh reo lên đó là cuộc gọi từ dante dante nói với dom rằng anh ta sẽ từng chút một phá hủy gia đình của dom và để anh ta cảm nhận được cảm giác khổ đau khi mất đi người thân sau khi nói xong anh ta treo máy đi và đi thẳng đến nhà isabel cùng lúc đó đội điều tra đã đến sau khi nhận được tin Dante báo và bắt giữ Dom ngay tại căn cứ của Dante phía sau là Em bên này Letty đang bị đội đặc vụ giam giữ đáng ngạc nhiên hơn người nằm bên cạnh Letty lại là Cipher Cipher sử dụng hệ thống điều khiển bên cạnh giường xả khói làm cho các người giám sát ngất đi và Cipher cũng mở khóa tay cho Letty để cùng nhau trốn thoát nhưng Letty lại quay ra đấm cho Cipher một cái trời rán suốt thời gian qua Letty đã có sự oán hận sâu sắc với Cipher ban đầu Cipher thao túng Dom khiến cho Dom và gia đình họ trở nên đối đầu nhau. Bây giờ cuối cùng đã có cơ hội để trả thù. Cypher bật lại và ấn mạnh vào vết thương của Letty, Letty cũng ngay lập tức ấn mạnh vết thương của Cypher. Lúc này, Cypher lôi Letty lên và đập mạnh vào tường, nhưng bị Letty dùng chân đẩy vào tường, sức đẩy mạnh khiến cả hai cùng rơi lại nơi bắt đầu. Hai người lao vào nhau tiếp tục chiến đấu, đấm qua đấm lại nhưng chưa phân thắng bại, Letty bất ngờ lấy mảnh vỡ của cái kính dưới đất, quăng vào mặt của Cypher, sau đó cô nhảy lên cao và đá ngã Cypher sau cú đá Cypher đã bị bất tỉnh thấy vậy, Letty cố gắng leo lên từ ống dẫn điều hòa không khí. Khi mở cánh cửa, Letty phát hiện mình đang ở Nam Cực, nên cô đành phải ngậm ngùi quay trở lại căn cứ. Trong khi đó, Dom đang ngồi trên xe của cục tình báo cùng với em. Nghe thấy tiếng trực thăng từ bên ngoài, anh ta hiểu rằng Dante không sẽ dừng lại ở đây, vội vã buộc thắt dây an toàn. Những người xung quanh cười nhạo anh ta, lập tức có một quả tên lửa tấn công vào họ. Sau cú tấn công xe đặc vụ bị lật úp ngay lập tức, em vôi vàng bước ra ngoài xe mới phát hiện, hóa ra là những tên tính đánh thuê của Dante đã bắn xe anh. Lúc này, Dante lấy Isabel ra từ cốc sau xe, nhìn thấy Isabel gặp nguy hiểm, Dom tăng hết ga chiếc xe đang bị lật, và dùng nó làm lá chắn để cứu Isabel. Lúc này em nhìn thấy vậy cũng đã hiểu, nhìn sang thì thấy Dom không có vũ khí, em thì quăng cho Dom một khẩu súng. Với sự tiếp viện đúng lúc của em thì Dom tiến lên dọn sạch bọn lính đánh thuê. Đúng lúc súng Dom hết đạn thì được em trợ giúp từ sau. Dante nhận ra tình hình đã không còn thuận lợi cho mình. Anh bắt Isabel để làm con tin đe dọa Dom nhưng vào lúc quan trọng test đến kịp thời cô đã tiêu diệt hai tay sai còn sót lại phía sau dante test cầm súng đe dọa dante để thả isabel ra dante đã buông isabel ra theo lời cảnh báo của test lúc này john không còn bất kỳ lo lắng nào anh lao đến và đấm dante không trượt phát nào dante bị đánh đến chảy cả máu mũi bonnet thêm vài chiếc răng bị gãy tuy nhiên anh ta không quan tâm đến điều đó khi anh ta vung tay mình lên một đồng bọn từ xa đã tấn công vào test một viên đạn hạ gục test cùng với em tiếp đó là xạ thủ nhắm thẳng vào isabel Dom chỉ có thể nhìn mặt Dante rời đi một cách bất lực. Lý do Dante phải làm như vậy là vì anh ấy muốn có thiên nhãn trong tay test, để tìm kiếm vị trí của Marcos và ông chú. Anh ấy muốn khiến Dom đau đớn khi mất người thân. Đúng như dự đoán, với sự trợ giúp của thiên nhãn, Dante nhanh chóng tìm thấy vị trí của Marcos và những tên lính đánh thuê cũng theo sau. Lúc này, Marcos đi theo Jacob vào một kho hàng. Trước đây, nơi này là một mỏ khoáng cũ, sau đó được Jacob mua lại để làm căn cứ bí mật của mình. Marcos tiến đến ôm chặt lấy Jacob họ biết rõ rằng con đường phía trước sẽ gặp nhiều thử thách ở phía xa xa marcos chợt nhìn thấy một chiếc xe ô tô được bao phủ dưới sự tò mò cậu bé tiến đến kéo tấm bạc che xe ra trước mặt anh ta xuất hiện một khẩu súng pháo khổng lồ jacob nói với marcos rằng đây là tác phẩm mới nhất của cậu nhưng đáng tiếc nó chỉ là một sản phẩm chưa hoàn thiện ngay lúc này còi báo động của căn cứ bí mật vang lên dante đã dẫn dắt đội lính đánh thuê của mình đến đây jacob vội vứt tấm bạc phủ ô ra cậu bé mới có thể nhìn thấy toàn bộ dáng vẻ của nó và rõ ràng đây là chiếc Chevrolet, sản xuất năm 1967 với hai khẩu súng tự chế. Sau khi bay ra khỏi mỏ đá, tuy là xe cũ nhưng khá là mạnh mẽ với vũ khí hạng nặng. Khi thấy mục tiêu đã xuất hiện, Dante quyết định bắt sống Marcos, sau đó nhảy tương tương khỏi tòa thấp cao, để gia nhập vào đội săn Marcos và Jacob. Những tên lính theo sau không buông tha hai người, khi đuổi theo họ chia ra hai đường, nhìn thấy quân địch đang vây quanh từ mọi phía. Jacob thì lên đạn, còn Marcos bóp cò súng, một viên đạn được bắn từ nòng súng với lực công kích mạnh khiến xe đối thủ bay tung trời. Jacob nhanh chóng đập nhanh ga, để thoát ra khỏi vòng vây của địch, sau đó anh ta kéo nòng súng để thay đạn. Marcos cũng kịp thời bóp cò súng, tuy nhiên lần này lại bắn trúng trên sườn núi. May mắn là những tảng đá rơi còn giúp họ giải quyết địch phía sau. Nhanh chóng cả hai đi qua sự truy đuổi, và leo lên một con đường cao tốc, Tính lúc đó khi Jacob muốn chuẩn bị thay đạn, súng pháo bị kẹt vào thời điểm quan trọng, hắn nhìn thấy bọn địch đang ngày càng gần, Jacob chỉ có thể đổi hướng và tông vào bọn lính đánh thuê đột nhiên một chiếc máy bay vận tải len lỏi qua đầu hai người đó là dom đã đến để cứu marcos và jacob dom đã chọn phương án trực tiếp nhảy xuống cùng xe dom cài số lùi và trực tiếp lái xe từ trên máy bay vận chuyển xuống rơi xuống và đè bẹp lên hai chiếc xe của đội lính đánh thuê do cú rơi từ trên cao cùng với sức nặng xe ngay lập tức hai chiếc xe hơi bị hất lên cao và vào phía sau những kẻ truy đuổi đường cao tốc trong chớp mắt trở thành nên hỗn loạn dom nói rằng cho jacob đưa con marcos ra sân bay nhưng giữa chừng marcos tiến ra phía sau xe để sửa chữa nòng súng bị hư hỏng, nhưng không ngờ Dante lại ở ngay phía sau và tăng tốc độ và kéo cậu bé vào trong xe mình. Sau đó anh ta hun vào đích xe để đẩy Dom ra khỏi đường. Dom bị đẩy qua bên đường ngược chiều, anh ta lần lượt xử lý cố tìm cơ hội để cứu con trai. Nhưng ngay lúc đó, một số xe bọc thép lao tới phía trước của Jacob. Anh ta tự trách mình đã đặt Marcos vào tình thế nguy hiểm. Jacob quyết định tự hy sinh để giúp Dom có thể cứu cậu bé Marcos. Anh ta hướng khẩu pháo xuống đất, rồi xoay lại hướng xe và nhấn nút bắn. Xe ô tô lập tức bay lên từ chỗ sau bay lên nó rơi xuống chặn đường những chiếc xe thiết giáp đang đến va chạm mạnh đã làm bình ga trên xe nổ tung đom nhanh chóng vượt qua cú nổ vừa rồi nhìn cảnh tượng này Dom chỉ muốn diệt ngay tên dante để hạ mối thù dante nghĩ là jacob đã chết sau đó nên đã cười háo hức trên chiếc xe lúc này hai máy bay đến bắn dây thép vào xe của Dom để kéo anh ra khỏi đường không ngờ xe chiến của Dom có sức mạnh lớn đến thế nhìn thấy đuôi xe sau của đom bị nhấc lên nhưng cuối cùng lại bị đom kéo ngược trở lại đom liền mở công tắc ni cho đạp ga mạnh và lao xuống đường bên dưới nó kéo cả hai chiếc trực thăng va vào nhau cảnh này khiến nụ cười trên mặt dante bị tắt ngang anh ta tăng tốc độ chuẩn bị thoát khỏi đây dom thông qua bộ đàm nói với marcos chuẩn bị sẵn sàng sau đó xoay xe kèm với hai chiếc trực thăng phía sau đợi thời điểm thích hợp và đập vào chiếc ô tô của dante sau cú va chạm xe dante bị mất kiểm soát marcos thấy cơ hội này liền mở cửa xe và nhảy thật mạnh vào xe của dom đang chờ sẵn như vậy dom đã cứu được marcos thành công anh liền đạp ga rời khỏi hiện trường và thông báo cho em chuẩn bị cất cánh nhưng đúng khi qua một con đập đột nhiên từ trước và từ sau cùng tiến tới hai chiếc container chặn đường trong máy bộ đàm cũng chuyển đến giọng nói của dante và anh ta muốn cho dom và marcos một món quà siêu to khổng lồ lúc này nhóm của roman cũng đến bằng máy bay dom liền yêu cầu họ nhanh chóng quay đầu lại nhưng đã qua quá muộn rồi một tên lửa hành trình đã bắn hạ được máy bay của roman mọi người trên máy bay chưa kịp rời khỏi thì đã bị dính đạn và va vào ngọn núi gần đó người bắn tên lửa chính là em của sở đặc vụ nguyên nhân là từ 10 năm trước anh ta đã có liên hệ với dante nhìn thấy Dom cướp hết mọi thứ của họ, hai người quyết định hợp tác để trả thù anh ta. Dante khởi động xe chở dầu từ xa và lao vào Dom. Dom liền kêu Marcos thắt dây an toàn. Hôm nay Dom sẽ thể hiện kỹ thuật lái xe trước mặt cậu bé. Cùng với việc chuyển số và đạp ga, chiếc xe hút đổ tường và bay xuống vực. Lửa phát ra từ va chạm giữa xe tải chở dầu như một dòng nước lớn, nhanh chóng lan rộng sau lưng của hai người. Thật đúng là trong chớp mắt ngọn lửa đang nuốt chửng họ. Chiếc xe bằng cách nào đó rơi xuống sông, nhưng Dante cảm thấy chơi chưa đủ. Ngay lập tức anh ta bật bom đã được đặt trước trên đập nước. Trong khi đó, ở vùng Nam Cực xa xôi, Letty và Cypher đã thoát ra được bên ngoài, trước mặt đột nhiên xuất hiện một con tàu ngầm hạt nhân. Người đi ra từ bên trong không ai khác, chính là cô người yêu của Han năm nào tưởng đã chết, cùng một lúc một đội đặc vụ của cục điều tra liên bang xông vào một nhà thờ, đặc vụ hàng đầu phát hiện có một cái điện thoại trên bàn. Đối diện truyền tới âm thanh trong đó, anh ta yêu cầu đặc vụ đó chuẩn bị tinh thần, người tiếp theo là anh